Năm phát ngôn quả quyết của Tổng thống Putin về Việt Nam từng khiến thế giới giật mình kiêng nể. Mến chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, đối với báo giới quốc tế thì Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhân vật đầy bí ẩn. Từ cách ông can thiệp vào những xung đột trên thế giới đến việc ông điều hành trong nước, ông Putin đều khiến người ta tốn nhiều giấy mực để phân tích. Nhiều người cho rằng ông khó đoán định hay thậm chí là hành xử theo cảm xúc. Tuy nhiên, trên thực tế thì Tổng thống Putin là một người rất chuẩn mực trong hành động và lời nói. Ngày nay, Tổng thống Putin không chỉ thu hút được sự chú ý của dư luận bằng hình ảnh cưỡi ngựa, bơi sải, lặn hay là múa võ judo, nhà lãnh đạo Nga còn khiến không ít người ngưỡng mộ qua những phát biểu thẳng thừng, đầy tự tin và quyết đoán của ông. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có rất nhiều phát ngôn ấn tượng về các vấn đề khác nhau, và trong số đó thì những lần ông phát ngôn về Việt Nam đã từng khiến báo chí quốc tế kinh ngạc. Thế giới bất ngờ vì hai lý do. Một là tình cảm của Putin dành cho Việt Nam và hai là bất ngờ về vị thế đáng gờm của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Vậy ông Putin đã từng có những phát ngôn đặc biệt như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi tiếp trong video ngày hôm nay. 1. Tổng thống Putin nói về tình bạn sâu đậm Nga-Việt Nam. Đó là vào năm 2013, trước thêm chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Nga đã gửi một bài viết đăng trên các báo Việt Nam mà theo ông là nhằm giao tiếp trực tiếp với nhân dân Việt Nam. Bài viết của Tổng thống Putin có đoạn nguyên văn như sau. Tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã vững vàng vượt qua những thử thách của nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ 20, cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. Tuy nhiên, có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi, đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư, không hề vụ lợi của những đối tác không khi nào phản bội nhau. 10 năm sau, đoạn văn bất hủ này của ông vẫn còn nguyên giá trị và tình bạn Nga-Việt Nam vẫn vững bền không phai mờ. Một lần khác, khi đang công du ở châu Âu, có một phóng viên phương Tây hỏi Việt Nam, Nga phải là mối quan hệ như thế nào. Vladimir Putin chỉ nói ngắn gọn, điều ấy cả thế giới đều biết, chỉ riêng anh không biết, điều ấy không cần phải quảng cáo. Thứ hai là Tổng thống Putin nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ trước đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn dành tình cảm và sự đáng kính trọng đặc biệt đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ngài Tổng thống tới khu di tích Phủ Chủ tịch trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ông Trần Viết Hoàn khi ấy đã trực tiếp tiếp đón và dẫn dắt Tổng thống Putin, không thể quên những gì đã xảy ra. Ông Trần Viết Hoàn thời trẻ vốn là chiến sĩ công an bảo vệ Bắc Hồ từ năm 1966 đến năm 1969. Nói về Tổng thống Putin, ông kể lại, hơn chục năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái lần đó, lần tôi trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu cho Tổng thống Putin về khu di tích nơi Bắc Hồ đã từng sống và làm việc. Đó không phải là lần đầu tiên tôi giới thiệu với một nguyên thủ quốc gia về nơi này, nhưng thực sự là buổi giới thiệu đem lại nhiều cảm xúc nhất với tôi. Chỉ cần nhìn cái cách mà ông ấy chăm chú nghe từng lời giới thiệu, thấy sự trân trọng qua từng ánh mắt, khi ông ấy nhìn những đồ vật bác đã dùng, cũng có thể thấy tình cảm của Tổng thống Putin dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào. Thêm nữa, ông nội của Tổng thống Putin đã từng là người nấu ăn cho Lenin, mà cụ Hồ lại luôn coi mình là một người học trò của Lenin. Vì thế, nếu ông Putin có tình cảm đặc biệt với cụ, thì cũng không có gì khó hiểu. Ông Hoàn nhớ lại, khi vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa kính viếng, Vladimir Putin nói, Hồ Chí Minh là một nhân cách văn hóa lớn của nhân loại. Khi đến thăm nhà sàn, Tổng thống Putin đã ghi lại những dòng cảm tường. Tôi thành thực được làm quen với cuộc sống người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã đọng lại trong lịch sử thế giới. Theo lời ông Hoàn, thì trong chuyến thăm ấy khi đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên Tổng thống Putin ngắt lời ông bằng một câu hỏi. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, ông có được gặp người không? Lúc đó tôi rất tự hào, ngẩng cao đầu và nói, thưa ngài, tôi chính là một trong những người lính cận vệ đã ngày đêm bảo vệ cụ Hồ. Nghe vậy, Tổng thống Putin đã đích thân mời ông Trần Viết Hoàn cùng phu nhân sang thăm Nga trong suốt một tuần. Đó là những kỷ niệm mà cả cuộc đời ông Trần Viết Hoàn không thể quên được. Thứ ba là Tổng thống Putin ca ngợi Việt Nam là nền kinh tế lớn nhất châu Á. Không chỉ quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị của hai nước, Tổng thống Nga còn rất quan tâm đến kinh tế Việt Nam và thậm chí từng gọi tên Việt Nam để nêu gương cho thế giới. Mới đây, chỉ cách đây 3 tháng, theo thông cáo đăng trên website của Điện Kremlin, trong phiên họp của Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga vào chiều ngày 11 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã đặc biệt xướng tên Việt Nam trong số các nền kinh tế lớn nhất châu Á. Ông Putin nhấn mạnh, ngày nay đóng góp của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Á vào nền kinh tế thế giới gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam đã vượt quá tổng tỷ trọng của Mỹ và tất cả các nước Liên minh châu Âu, EU cộng lại. Trong những thập kỷ tới, khoảng cách sẽ chỉ tăng lên, không có nghi ngờ gì về điều đó. Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga đã một lần nữa cho thấy sự trân trọng của ông dành cho Việt Nam và là minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi và phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam. Thứ tư là Tổng thống Putin xưng hô đặc biệt với Việt Nam. Dành cho những ai chưa biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có một nét đặc biệt khác với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Đó là ở cách mà ông ấy xưng hô với họ,
Xưng hô như thế nào là tùy vào mức độ thân quen, sự tôn trọng với các nguyên thủ, cũng như chiến lược ngoại giao của ông. Hãy kiên nhẫn lắng nghe tiếp để biết ông ấy gọi lãnh đạo Việt Nam ta là gì nhé. Trong tiếng Nga có hai từ có ý nghĩa là bạn là tư và vư. Cách gọi tư thường dùng cho người ít tuổi bằng tuổi hoặc những mối quan hệ thân thiện giữa những người bạn, trong khi cách gọi vư thường dùng trong những mối quan hệ công việc, có phần trang nghiêm hoặc thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn, ông Putin cho biết. Trước đây với cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tôi thường sử dụng tên và cách xưng hô không chính thống. Tôi và cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng sử dụng cách gọi này. Nhưng các bạn biết không, với Việt Nam, Putin lại sử dụng một từ đặc biệt khác, đó là đồng chí. Cụ thể, trong một lần đàm phán về một thương vụ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, khi phía Việt Nam còn đang cân nhắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu đề xuất những chính sách có lợi nhất cho Việt Nam. Và khi gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông đã nói, các đồng chí Việt Nam hãy tin ở nước Nga. Hay như trong toàn văn nội dung điện mừng của Tổng thống Putin tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ngày lễ đại thắng của dân tộc Việt Nam 30 tháng 4. Trong bức điện, Tổng thống Putin gọi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí. Nội dung bức điện gửi hôm 30 tháng 4 như sau. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước. Ngày lễ trọng đại này làm chúng ta tưởng nhớ tới lòng dũng cảm, sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh gian khổ bảo vệ quyền tự do và độc lập của mình. Chính trong những năm tháng đó, những nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta đã được thử thách. Tôi tin tưởng rằng, dựa trên cơ sở những truyền thống vinh quang của quá khứ, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn bộ tổ hợp các mối quan hệ hai bên cùng có lợi Nga-Việt. Điều này luôn đáp ứng một cách đầy đủ các lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, cũng như việc đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích, chúc toàn thể nhân dân Việt Nam hạnh phúc và phồn vinh. Cách xưng hô đồng chí của ông Putin dành cho Việt Nam thật khiến chúng ta cảm động và nể ông hơn. Thứ năm là Tổng thống Putin nể nang người Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ, giao lưu với những người Việt Nam đã từng học tập, công tác tại Liên Xô, Liên bang Nga, Tổng thống Putin nói, tôi tin tưởng chắc chắn rằng một dân tộc cần cù, tài hoa như Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong việc phát triển đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn. Thật hiếm có dịp nào trong các chuyến đi thăm nước ngoài mà tôi lại được gặp gỡ những thính giả độc đáo, những người biết rõ lịch sử, văn hóa Nga đến thế. Lúc ấy, hội trường cùng văn hóa hữu nghị dợp màu cờ của hai nước, chật kín người, họ là những cựu học sinh đại diện cho hơn 50.000 người mà như Tổng thống Putin nói, có chung một dòng lý lịch đã học ở đất nước chúng tôi. Và tất nhiên cũng có chung một dòng lý lịch với ông, bởi như ông nói, tôi cũng tốt nghiệp ở Liên Xô. Bằng một giọng chân tình và xúc động, Tổng thống Putin thổ lộ, người ta nói rằng những năm tháng sinh viên là những năm tháng đáng nhớ nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, tôi đặc biệt vui mừng là những năm tháng không thể nào quên đó đã gắn cuộc đời các bạn với Moscow, Leningrad và những thành phố khác của chúng tôi. Và vì vậy tôi nghĩ rằng các bạn gắn bó với tổ quốc tôi, với nhân dân của tôi, với những tình cảm nồng ấm nhất. Các bạn thân mến, có ai ở đây từng học hoặc từng đến thăm nước Nga xinh đẹp không? Mình tin rằng bất cứ ai từng học tập và làm việc ở Liên Xô ngày trước và Nga hiện nay đều ghi nhớ câu ngạn ngữ Nga thể hiện đúng tính cách của người Nga là đôn hậu, bao dung và trung thủy. Một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, người bạn Nga đã đối xử với người bạn cũ Việt Nam đúng như câu ngạn ngữ ấy. Và đúng như tất cả những phát ngôn đáng trân trọng mà ông Putin dành cho Việt Nam, thật ra quan hệ hai nước theo văn bản ngoại giao thường được ghi là quan hệ hữu nghị. Nhưng mình tin rằng nhiều người Việt lẫn người Nga đều có chung nhận định phải gọi là tình bạn thì mới thể hiện đúng tính chất mối bang giao này. Dù hữu nghị một từ Hán Việt và tình bạn, một từ thuần Việt có nghĩa như nhau nhưng về mức độ tình cảm có khác nhau. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận thế nào về những phát ngôn của Tổng thống Nga Putin dành cho Việt Nam? Hãy bình luận bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Soccer để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha! Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!